10 kiểu người tuyệt đối không nên giúp đỡ. Đương nhiên là chúng ta nên giúp đỡ người khác khi họ cần hoặc gặp khó khăn, nhưng có những mẫu người hoàn toàn không xứng đáng được đối xử như vậy. Làm việc tốt cũng phải nhìn nhận xem ai là người nên và không nên được nhận sự giúp đỡ. Không nên phung phí lòng tốt với những kiểu người dưới đây. Người vô ơn, họ chỉ quen đòi hỏi mà quên mất việc mình đang nhận sự giúp đỡ từ người khác. Đối với họ, việc bạn giúp đỡ là điều đương nhiên họ được nhận. Thay vì cảm thấy biết ơn, họ sẽ tỏ thái độ khó chịu và trách móc khi bạn ngừng giúp dù chỉ một lần. Chỉ thế thôi cũng đủ để người vô ơn trách bạn thấy khó không cứu. Với họ, sự tử tế của bạn chính là một viên kẹo, ăn rồi sẽ chẳng còn nữa. Còn những chỗ thiếu sót của bạn là hạt mầm, mọc rễ, đâm chồi rất nhanh. Những người này chỉ tìm đến bạn khi cần sự giúp đỡ, nhưng lại luôn tỏ ra thờ ơ, lạnh nhạt và quên sạch những gì bạn đã giúp họ. Người trở mặt. Có những người luôn tỏ ra yếu đuối, đáng thương để nhận được giúp đỡ, nhưng sau khi nhận được lợi ích thì trở mặt. Vậy nên tốt nhất, bạn hãy tiết kiệm lòng tốt của mình với những kiểu người như vậy. Người thất tín, khoác lác. Một lần bất tín, vạn lần bất tin. Những người này khi nhận được sự giúp đỡ sẽ hứa non hẹn biển để lấy được lòng tin từ bạn. Nhưng hứa là một chuyện, còn làm thì họ tính xa. Kẻ cướp công. Trong một tập thể luôn cần có sự giúp đỡ nhau để hoàn thành tốt công việc. Nhưng có những người lại lợi dụng sự giúp đỡ đó để nhận kết quả về cho mình. Kẻ chỉ nghĩ cho lợi ích bản thân và ích kỷ như vậy thật không đáng được giúp đỡ. Kẻ bất chấp vì tiền. Có rất nhiều người chơi với bạn chỉ vì bạn có tiền. Mục đích của họ khi làm bất kỳ việc gì cũng là tiền. Để đạt được mục đích, họ sẵn sàng đổi trắng thay đen cũng như phản bội. Bất kể là nặng hay nhẹ, bạn cũng có thể trở thành nạn nhân của những người như thế. Hãy tìm hiểu và dành sự giúp đỡ tiền bạc cho đúng người để tránh rước họa vào thân. Kẻ hay nói xấu. Để có được sự thương hại, đồng cảm và giúp đỡ từ bạn, những người này thường tìm cách nói xấu, hạ thấp người khác. Bạn đừng giúp những người ích kỷ và xấu xa như vậy. Người ỷ lại, đòi hỏi vô độ. Những người này chỉ thích dựa dẫm, sống bám vào người khác, nhưng dường như với họ, nhận bao nhiêu sự giúp đỡ cũng là không đủ. Càng được giúp, họ càng ỷ lại, không thể phát triển được. Nếu giúp họ, bạn khiến những người khác mất cơ hội và còn khiến họ tệ hơn. Người chê việc nhỏ nhưng không thể làm lớn. Việc nhỏ không làm, chỉ chờ làm việc lớn là lý lẽ của những người lười biếng, khôn lỏi. Ước mơ thì lớn, nhưng không làm gì để hiện thực hóa. Bản thân không tự bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Họ chỉ chờ trực người khác làm xong phần đầu để mình tiếp tục và nhận lấy kết quả cuối cùng. Bạn không nên giúp đỡ những người như vậy, bởi họ chỉ muốn lợi dụng bạn làm thay mà thôi.